Xin kính chào quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Nông nghiệp Nông thôn, chuyên đề Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, lợi thế khí hậu thổ nhưỡng đang giúp Lào Cai phát triển cây ăn quả ôn đới thành hàng hóa có giá trị. Trên thực tế, tỉnh đã có một số giống cây trồng ăn quả địa phương chống chịu tốt với điều kiện khí hậu, nhưng năng suất lại thấp. Để tận dụng và phát huy được nguồn gen tốt của cây ăn quả địa phương, Trung tâm Giống Nông nghiệp của tỉnh đã chủ động lai ghép, chọn tạo với các giống nhập ngoại để cho ra giống cây ăn quả ôn đới tốt nhất, tổng hợp các nguồn gen quý đang giúp cho Lào Cai trở thành trung tâm sản xuất giống cây ăn quả ôn đới chất lượng cao trong khu vực. Đây là nội dung chính của chuyên đề kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Trước hết là phần tin. Trong tổng số 13 mục tiêu đề án 01 về phát triển nông lâm nghiệp, sắp xếp dân cư xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025, mới có 3 chỉ tiêu đạt 100% và 1 chỉ tiêu đạt dưới 50% so với mục tiêu đề án. Tỉnh chỉ rõ tồn tại trong việc thực hiện đề án 01 là do công tác tuyên truyền áp dụng quy chuẩn, kỹ thuật trong sản xuất tại cơ sở hiệu quả chưa cao. Nhiều quy định quy chuẩn khó áp dụng vào thực tế sản xuất do điều kiện canh tác của một số xã vùng cao, khó áp dụng được cơ giới hóa vào sản xuất. Công tác quản lý kinh doanh giống thuốc bảo vệ thực vật tại các địa phương và các chợ phiên vùng cao còn gặp nhiều khó khăn. Công tác xúc tiến đầu tư còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược xây dựng các nhà máy chế biến sâu nông sản để nâng cao giá trị sản phẩm. Quỹ đất ở, đất sản xuất để bố trí cho các hộ nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm cần phải di chuyển rất hạn chế, đặc biệt là quỹ đất để xây dựng các dự án sắp xếp dân cư tập trung. Gần 2,7 triệu liều vaccine các loại sẽ được tiêm cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm và bệnh động vật, thủy sản trong năm 2024. Theo đó, ngành chức năng tuyên truyền khuyến khích các hộ thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tiếp tục xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh đối với một số bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn, lở mồm long móng gia súc, cúm gia cầm, Newcastle, dại động vật. Năm 2024, xây dựng và công nhận thêm 3 vùng an toàn dịch bệnh dại động vật cấp xã. Tăng cường hệ thống thông tin giám sát dịch bệnh đến tận cơ sở, có địa chỉ để tiếp nhận thông tin khai báo về tình hình dịch bệnh động vật từ người dân. Xây dựng kế hoạch lấy mẫu kiểm tra giám sát sự lưu hành của virus gây bệnh. Phát động 2 đợt tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi trên toàn tỉnh, thực hiện vào tháng 2, tháng 3 và tháng 9, tháng 10 năm 2024. Từ năm 2021 đến nay, thị xã Sapa đã thực hiện chuyển đổi 209 hectare đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây dược liệu có giá trị, đạt 126,7% kế hoạch tỉnh giao đến năm 2025. Trong đó, 139 hectare cây ăn quả, 70 hectare cây dược liệu tại các xã phường Ô Quý Hồ, Tà Phìn, Mường Hoa, Hoàng Liên, Trung Trải, Ngũ Chỉ Sơn. Với việc thực hiện chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả theo hướng tập trung, nâng tổng diện tích cây ăn quả toàn thị xã lên 869 ha, trong đó diện tích cây ăn quả ôn đới là 763 ha. Hàng năm, sản lượng cây ăn quả đạt 1.200 tấn và doanh thu trên 25 tỷ đồng. Diện tích cây dược liệu các loại đến nay có 240 ha. Hàng năm, sản lượng dược liệu phục vụ sản xuất thuốc đạt gần 2.900 tấn và trên 2.150 tấn cây dược liệu tươi khai thác phục vụ chế biến các sản phẩm thuốc tắm. Hiện nay, giá trị sản xuất dược liệu mỗi hecta đạt trên 150 triệu đồng. Năm 2023, ngành y tế, nông nghiệp và công thương tích cực phối hợp kiểm tra kiểm soát việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, ngành y tế chủ trì kiểm tra gần 9.000 lượt cơ sở, phạt hành chính 138 cơ sở vi phạm, tổng số tiền trên 410 triệu đồng. Các đơn vị trong ngành nông nghiệp tiến hành 8 cuộc thanh tra kiểm tra gần 300 lượt cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, xử phạt vi phạm hành chính 7 cơ sở, số tiền 35 triệu đồng, tịch thu 145 kg thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục và quá hạn sử dụng. Qua công tác kiểm tra, hậu kiểm, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, nêu cao vai trò các cơ quan quản lý trong đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cơ sở sản xuất vi phạm quy định. Thưa
Thưa quý vị và các bạn, chọn cây ăn quả ôn đới là cây trồng chủ lực ở nhiều địa phương. Nông dân đang được cung ứng các giống cây ăn quả ôn đới chất lượng. Để có được điều này, tại các đơn vị nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen cây ăn quả ôn đới, nguồn vật liệu tốt kết hợp với cây ăn quả giống gốc tại địa phương đã tạo ra nguồn cây giống tốt nhất để Lào Cai hướng đến mục tiêu phát triển vùng cây ăn quả ôn đới lớn trong khu vực các tỉnh vùng cao. Có đến hàng chục loại cây ăn quả ôn đới đang được trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà chăm sóc bảo vệ. Quy trình chăm sóc đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo nguồn vật liệu không mắc sâu bệnh hại trong quá trình khai thác. Giai đoạn cuối năm, đội ngũ kỹ sư của trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà đang tập trung cắt tỉa, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại, chuẩn bị cho việc khai thác mắt ghép tốt nhất. Cây đầu dòng trong giai đoạn cuối năm này giai đoạn đốn tỉa. Sau đốn tỉa là chăm sóc phân chuồng và phân hữu cơ và vôi bột. Và bước sang đến vụ xuân thì thời gian ra hoa và ra quả là bón phân vô cơ của một đạm kali. Tầm tháng 5 là thu hoạch, sau thu hoạch là sẽ có một đợt đốn tỉa. Sau cái đợt cuối năm này thì là sẽ có một đợt phun thuốc trừ sâu bệnh cho cây. Khai thác mắt ghép là không được bị sâu bệnh hại thì mới chuyển đến gốc ghép. Trên cái cây đầu dòng này mình phải quản lý tất cả cái hệ thống sâu bệnh hại, cả thân cây mẹ để khai thác mắt ghép và đồng thời là đánh giá cái năng suất của cái cây đấy để khai thác mắt ghép. Trong những năm qua, việc phát triển cây ăn quả đang được phân theo từng vùng khí hậu, tập trung và quy mô lớn. Đây là một trong những nội dung trong chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh nhằm hướng đến mục tiêu giúp nông dân có thu nhập ổn định, bền vững và có cuộc sống khá từ các loại cây ăn quả được tỉnh lựa chọn. Nguồn giống là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng cây ăn quả ôn đới của địa phương. Chăm sóc rất là tỉ mỉ, cây nó mới phát triển được theo cái tiêu chuẩn của cây giống. Đầu năm là bắt đầu xuống hạt, xuống cây, xong rồi đến sóng bảy ghép thì cuối năm là bắt đầu xuất được cây. Gốc ghép địa phương cây nó khỏe, cây dễ nó phát triển tốt, mình ghép xong nó phát triển được, giống nó phát triển được thì đến lúc gốc ghép của nó dễ nó phát triển được đầy đủ thì cây nó mới khỏe, nó phát được triển nhanh được. Việc bảo tồn và khai thác nguồn gen đã mang lại hiệu quả về khoa học và công nghệ rất tích cực. Các nguồn gen quý hiếm đối với cây ăn quả ôn đới mang đặc trưng của tỉnh Lào Cai được phát triển để thương mại hóa, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ thiên nhiên môi trường. Việc bảo tồn nguồn gen và chủ động sản xuất các giống cây ăn quả tại chỗ sẽ chủ động được nguồn giống tốt, quản lý chất lượng, giảm chi phí nhập khẩu và lựa chọn được cây giống sinh trưởng phù hợp điều kiện khí hậu của vùng. Kiểm soát rất là chặt chẽ, thực hiện đúng theo quy trình của nhà nước quy định, công tác công nhận nguồn cây đầu dòng, rồi công tác quản lý, công tác khai thác đều có cơ quan chức năng nghiệm thu trước khi chúng tôi thực hiện. Trên cơ sở các vườn cây đầu dòng đã được công nhận, cũng như là cái tình hình phát triển cái cây ăn quả ôn đới của tỉnh cũng như một số tỉnh nữa, thì hàng năm, năm 2024 dự kiến chúng tôi sản xuất khoảng 20 vạn, còn cái 200.000 cây các loại gồm mận, đào, lê, một số cái cây ăn quả khác. Bảo tồn nguồn gen được thực hiện song hành với hoàn thiện các quy trình kỹ thuật giúp Lào Cai có hơn 3.500 hecta cây ăn quả. Tỉnh đang tiến hành cơ cấu lại vùng trồng, đảm bảo quy mô liền vùng, nâng cao năng suất chất lượng. Việc phát triển các loại cây ăn quả của địa phương hướng đến có liên kết tiêu thụ sản phẩm, ổn định các vùng sản xuất, cấp mã số vùng trồng để truy xuất nguồn gốc sản phẩm gắn với du lịch sinh thái. Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế, sản xuất nông nghiệp luôn cho ra sản phẩm cùng với các phụ phẩm. Nếu chúng ta làm tốt việc tái sử dụng các nguồn phế phụ phẩm trong nông nghiệp, thì không những phục vụ trở lại cho nhu cầu trồng trọt, chăn nuôi, mà còn thúc đẩy xu hướng tăng trưởng xanh Việt Nam đang hướng tới. Có hơn 32.000 hecta lúa, hàng năm có cả triệu tấn rơm rạ, nhưng mới có khoảng 15% rơm được phơi khô làm thức ăn dự trữ cho gia súc trong mùa đông. Phần còn lại chủ yếu được bà con đốt bỏ, không chỉ lãng phí tài nguyên mà còn gây ô nhiễm môi trường. Cây chuối mô vốn trồng để lấy quả xuất khẩu, nhưng từ vài năm nay, nông dân một số địa phương trong tỉnh đã tìm được đầu mối tiêu thụ lá chuối khô. Lá này nếu như trước đây bỏ đi, nhưng nay qua phơi khô sơ chế, bà con bán được từ 18 đến 20.000 đồng 1 kg. Năm nay tôi đã trên 50 tuổi. Thường ngày chúng tôi chỉ trồng các cháu ở nhà. Nhưng từ khi nhà chị Dung thu mua lá chuối, thuê chúng tôi phân loại sản phẩm, chúng tôi cũng có thêm việc làm. Vừa trông cháu vừa làm việc, có thêm tiền mua quà bánh cho con cháu. Trong gần 66.000 hộ chăn nuôi có chuồng trại nuôi nhốt gia súc, gia cầm, hợp vệ sinh, thì có 7.000 hộ xử lý chất thải chăn nuôi bằng biogas,
trên 5.000 hộ sử dụng đệm lót sinh học, còn lại là xử lý chất thải bằng hố ủ phân hoặc hố chứa phân. Đây là một nguồn phế phụ phẩm có thể tái tạo rất lớn. Với việc bán chất thải thu gom từ nuôi gà, hợp tác xã Xuân Tiến có thể đủ để trả chi phí cho tiền điện và mua đệm lót sinh học. Tính trung bình, cứ 1 vạn con gà thì thu được khoảng 20 triệu đồng tiền bán chất thải. Chất thải chăn nuôi này thì chúng tôi sẽ bù vào tiền mua chấu để làm đến lót, rồi bù vào tiền điện. Chúng tôi sẽ thu gom thành từng bao và chuyển đến những nơi người ta trồng cấy rau màu, rồi cây ăn quả, rồi hoa, rồi Sa Pa, rồi Bắc Hà. Phát triển nông nghiệp tuần hoàn hiện đang là xu hướng tất yếu. Thuận theo xu hướng này, Lào Cai đã và đang phổ biến dần hình thành các mô hình kinh tế tổng hợp, vườn ao chuồng rừng. Tuy nhiên, để khuyến khích thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn thì cần có chính sách và môi trường thuận lợi. Phải có bộ tiêu chí, bộ tiêu chuẩn để đánh giá, nhận diện đó. Và cái này thì chúng tôi cũng rất mong muốn Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ban hành sớm các bộ tiêu chí tiêu giá để đánh giá, tiêu chí tiêu chuẩn để đánh giá, định vị được xem thế nào gọi là nông nghiệp tuần hoàn. Khi chúng ta định vị được nó rồi, biết rõ được nội hàm của nó rồi, thì cái chính sách hỗ trợ chúng ta mới có chính sách hỗ trợ, nó đảm bảo đúng đối tượng. Nông nghiệp tuần hoàn là xu hướng không thể đảo ngược, đảm bảo cho nền sản xuất không chỉ tiến bộ văn minh, mà trên hết là tính bền vững và đa giá trị. Phát triển đúng xu hướng này cũng đồng nghĩa sản xuất nông nghiệp sẽ tác động tích cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội và môi trường sinh thái. Mặc dù năm nay rét muộn, nhưng tại một số xã vùng cao của huyện Mường Khương đã ghi nhận nhiều ngày nhiệt độ xuống dưới 15 độ C, kèm theo mưa phùn kéo dài. Chủ động nuôi nhốt gia súc, sử dụng thức ăn dự trữ, bảo vệ đàn vật nuôi, nhất là khi xuất hiện thời tiết cực đoan như mưa đá, rét đậm, rét hại, được các hộ chăn nuôi chú trọng. Tại La Pan Tần, mưa phùn và rét dưới 15 độ kéo dài nhiều ngày, gia đình chị Say đã đưa đàn trâu về để tiện chăm sóc, phòng chống rét. Toàn bộ thức ăn thô xanh là cỏ voi được trồng gần nhà. Chăn nuôi đại gia súc cho thu nhập ổn định, nên vài năm nay gia đình chị đã làm chuồng nuôi nhốt nền cứng và quây đảm bảo không bị gió lùa. Hiện trong đàn có 1 con trâu sắp đẻ, việc chống rét bảo vệ nghé con cũng được tính toán. Con mẹ vừa đẻ mình phải nhón lửa xong là mình cho nó ăn cắn hoặc là mình sửa cho nó. Nhà thì trồng được nhiều cỏ voi nên là mình chỉ việc cắt về cho nó ăn và mình không thả. Từ chương trình hỗ trợ bò giống của tập đoàn Viettel vài năm trước, nhiều hộ dân đã gây dựng lại đàn bò vàng với số lượng lớn. Những ngày rét gần đây, nông dân xã Tả Gia Khâu đưa bò về gần nhà. Trước đó, trong vụ lúa mùa, bà con chủ động cất trữ rơm rạ làm thức ăn cho bò. Vào đầu mùa rét, người chăn nuôi ở tất cả các thôn đều được hướng dẫn các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn đại gia súc. Dắt hết bò về rồi, cán bộ cũng xuống tận nơi kiểm tra mà. Nếu đến trưa nắng thì mới thả tí cho nó chạy, rồi lại mang về chuồng. Rét quá cũng sợ nó chết mất. Mường Khương hiện có tổng đàn đại gia súc hơn 12.000 con, trong đó hơn 8.800 con trâu là vật nuôi dễ bị chết do đói và rét. Trước khi mùa rét đến, các xã vận động nhân dân kiểm tra chuồng trại dự trữ thức ăn thô, chủ động chăm sóc cỏ và dự trữ thêm thức ăn tinh bột. Nhiều đoàn công tác cũng đến thôn bản kiểm tra vận động người dân cải tạo, che chắn chuồng trại hoặc có kế hoạch di chuyển đàn trâu tránh rét khi nhiệt độ xuống thấp hơn. Dưới 15 độ C thì khuyến cáo bà con là không nên chăn thả. Thế còn nếu như mà có những cái đợt rét mà nó xuống đến khoảng 4-5 độ thì chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động bà con di chuyển cái đàn gia súc từ các cái khu vực vùng cao xuống các cái khu vực vùng thấp để nó cái nhiệt độ nó sẽ ấm hơn. Toàn huyện Mường Khương cũng đã có 4.000 hộ có chuồng nuôi nhốt gia súc, cơ bản các hộ dự trữ thức ăn cho đàn đại gia súc. Việc chủ động các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi sẽ hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với sản xuất và chăn nuôi. Chuyên đề nông nghiệp và phát triển nông thôn của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.